Trong cuốn video của Tình Production với chủ đề quê hương tình yêu và tuổi trẻ số 2 hôm nay, đặc biệt có sự góp mặt của nữ ca sĩ Phi Nhung. Phi Nhung. Phi Nhung xin kính chào quý khán giả của Tình Production. Xin chào anh Việt Thảo. Kính thưa quý vị, có thể nói Phi Nhung là một trong những ca sĩ trẻ đẹp và ăn khách nhất hiện nay, được hầu hết các nơi ái mộ. Phi Nhung có thể cho khán giả của Tình Production biết là hai bài hát mà Phi Nhung chọn trình diễn lần này đó là bài gì, bài gì? Thanh Việt Thảo, bài Giận Hờn Hai với lại Chờ Người. Giận Hờn Hai và Chờ Người. Kính thưa quý vị, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Giận Hờn Hai với tiếng hát của Phi Nhung trước khi bắt đầu vào câu chuyện. Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Giận Hờn Hai với tiếng hát của nữ ca sĩ Phi Nhung. Phi Nhung có thể cho khán giả của Tình Production biết lý do tại sao lại chọn nhạc phẩm Giận Hờn Hai trong khi Phi Nhung có rất nhiều bài hát để chọn có thể hát. Tại vì bài hát này nó là giống tâm trạng những người con gái như tụi em. Tâm trạng những người con gái như tụi em, đó là nói chung, nhưng mà riêng Phi Nhung có hay không? Dạ cũng có chứ. Như vậy thì Phi Nhung đã xác nhận với chúng ta một điều rằng Phi Nhung đã có một cuộc tình trước đây. Cuộc tình đó còn hay là... Dạ đã chia tay rồi. Đã chia tay rồi. Dạ. Chia tay là do giận hờn mà chia tay hay vì một lý do gì khác? Dạ thì giận hờn, tại vì em hay giận quá, người đó bỏ em rồi. Để sắp tới nếu có cuộc tình nữa có dám giận không? Dạ chắc cũng giảm bớt chút chút thôi. Chứ vẫn còn giữ giận. Dạ. Trong khi mà Phi Nhung đi hát thì Phi Nhung có cái cảm giác như thế nào khi đi trình diễn live show? Thân Việt Thảo, em rất là lo. Lo? Dạ, lo là không biết, tại vì khán giả đã nghe CD và video qua thì tất mà nghe mình diễn live thì dĩ nhiên nó phải khác rồi. Thành ra mình phải làm như thế nào mà để cho khán giả đừng có thất vọng về mình. Làm thế nào để Phi Nhung có thể chuẩn bị để cho khán giả không thất vọng về mình? Em phải tập bài cho thuộc, với lại tập diễn sức và ngủ nghe cho nó đầy đủ. Ngủ nghe cho đầy đủ để có sức. Dạ. Ngoài ra còn có những phương pháp gì nữa? Còn thì nếu mà rảnh thời giờ thì mình tập thể dục. Tập thể dục hình thức như thế nào? Thì mình, nếu mà mình ở nhà thì mình đi đến chỗ hot spa mình tập. Còn mình đi show ở ngoài thì mình tập ở nhà, tập ở trong, chạy vòng. Phi Nhung có diet không? Dạ không. Không diet, vì vậy thì ăn uống như thế nào? Ăn thì em thích ăn cơm với xì dầu nhất. Kính thưa quý vị, thật ra trong cuộc nói chuyện hôm nay với Phi Nhung không phải nhằm phỏng vấn về đời tư hay là cuộc đời ca hát của Phi Nhung, mà thể theo lời yêu cầu của rất nhiều khán giả, vì nhiều người đã thấy Phi Nhung hát trên video cũng như đã từng xem trong các chương trình live show tổ chức khắp nơi và muốn xem Phi Nhung nói chuyện như thế nào ở ngoài đời, cho nên mới có cuộc nói chuyện này. Phi Nhung có một lời chào đối với khán giả trong buổi nói chuyện hôm nay. Phi Nhung chỉ nói là nếu mà nãy giờ Phi Nhung nói có gì sơ sót, xin quý khán giả bỏ qua cho Phi Nhung. Và em cũng xin cảm ơn quý khán giả từ bấy lâu nay đã ủng hộ em, cho nên em mới có được ngày hôm nay. Thì em hứa từ đây về sau em sẽ ráng không phụ lòng khán giả.